Rồi bây giờ sẵn đây tôi xin đóng góp về cái đề tài của anh Hồng Quang. Bởi bên tôi cũng 2 giờ mấy, gần 3 giờ rồi. Thì xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trần bổng kiển giống chi hưởng ấy. Địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì trong quyển thứ tư của Đức Thầy, đây là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Quyển này giảng về pháp, về nói về tâm pháp, mà nói về những cái cuốn kinh kệ mà giảng về tâm pháp đó, nó thuộc về cái pháp môn tu thiền định. Bởi vì có tu thiền định thì mới định tâm được. Do đó mà trong kinh Phật có rất nhiều cuốn kinh nói về cái tâm, giảng về cái tâm. Thì ta nói thiền định thì nhiều khi người ta nó khó hiểu, nhưng mà nói tu thiền tức là tu sửa cái tâm của mình để cho nó được an định, nó hết vọng động, nó được thanh tịnh, nó được phẳng lặng, và cuối cùng nó đi tới cái giác ngộ, thì cái đó là dễ hiểu hơn. Còn nó thì bị danh từ tu thiền đó là danh từ này của người Ấn Độ, chữ thiền này là thiền na chứ không phải là cái chữ quốc ngữ chúng ta. Còn chữ ngữ ta là tu thiền tức là tu sửa cái tâm. Bất cứ cái cuốn kinh nào mà dạy cách tu sửa cái tâm thì cũng nó gọi là tu thiền, để đi tới cái chỗ là tâm thanh tịnh. Dù là muôn pháp đi nhưng mà cũng chỗ là đi tới chỗ thái tâm thanh tịnh này mới kết quả, cho nên gọi là giới định huệ là ở chỗ đó. Thì trong quyển Giác Mê Tâm Kệ này thì thầy cũng nhắc cho chúng ta biết, đây là Đức Thầy thông thiên cơ đạo lý, thầy thấu suốt hết tất cả các pháp, cho nên mới biết cái thời kỳ này là gọi là kỳ xá tội. Chứ thật sự ra như chúng ta thì chúng ta đâu có biết gọi là xá tội, hay dầu có tăng sư đi nữa đó, hay là các pháp sư mà dạy đạo đi nữa cũng không phải biết là cái thời kỳ nào gọi là kỳ xá tội. Bởi vì cái này là cái người phải thông đạt cái máy huyền di của trời đất thì mới biết cái thời kỳ này là thời kỳ xá tội. Cho nên chúng ta là đệ tử Đức Thầy, tính cho tin tưởng Đức Thầy là Phật xuất trần để cứu độ chúng sanh trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này. Do đó ngài mới nói là đây là cái thời kỳ xá tội. Nếu mà qua cái thời kỳ này rồi đó thì rất là uổng, mấy ngàn năm mới có một một cái thời kỳ mà xá tội, chứ đâu phải lúc nào cũng có. Do đó mà ngài nói kỳ xá tội nay còn một lúc, có một thời kỳ thôi, nó quá là mấy chục năm thôi, 100 năm trở lại rồi, từ khi ngài mở đạo cho tới ngày chung cuộc đó, thì cái thời kỳ này là thời kỳ xá tội. Hãy tu thì được hưởng phước nhiều, mà không tu thì là không được hưởng phước, cũng như là một cái luật định như đó, như là giảm bớt. Thí dụ như kỳ thi hồi xưa là ta thi là 10 điểm đậu thì bây giờ 8 điểm mà 7 điểm, đó là giảm bớt đó, nó cũng đậu rồi. Cho nên đây là cái chuyện hy hữu, dụng sức ít mà kết quả nó nhiều nó lớn. Do đó mà thầy nhấn mạnh kỳ xả tội ngay đã có còn có một lúc thôi, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Rồi ngài nhắc nhở bây giờ ta cho các ngươi biết đây là cái thời kỳ xá tội, mà các ngươi tu thì mới được hưởng, mà không tu là uổng dữ lắm. Cho nên ngài nói là sao chẳng tu, cái thời kỳ đã xá tội, thời kỳ quý vô cùng, mà sao lâu lâu mới gặp được một lần chứ, mà sao chẳng tu đặng mà hưởng được cái vấn đề mà xá tội này. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, thì bây giờ đã có Phật ra đời, Phật cho biết kỳ xả tội, viết ra kinh giảng, đó thì học theo kinh giảng này tu thì sau này hưởng nhiều phước đức. Mà tại sao gặp giảng kinh mà làm ngơ, không nghe lời dạy bảo trong kinh giảng này để mà tu, thì đó là cái điều thiếu sót của ba gia ba tánh. Đó là thầy trách ba gia ba tánh không biết cái thời kỳ này là cái thời kỳ xá tội. Nay có Phật ra đời ra kinh giảng khuyên tu để mau được tất quả thành công mà lại làm ngơ. Trong bóng kiển giống chi hưởng ấy, đó ngài kết luận. Nếu đây là cái luật nhân quả, là mặc dù là kỳ xá tội có Phật ra đời, nhưng mà nếu không ngươi không tu thì không thể nào hưởng cái phước. Bởi vì đây là luật nhân quả, trồng bông kiển giống chi hướng nấy, ngươi mà gieo hạt giống lành biết tu hành thì sau này được hưởng phước. Còn bây giờ là kỳ xá tội hoặc tiên ra đời mà ngươi không chịu tu hành gì hết thì cũng như việc trồng bông kiển giống, ngươi không trồng thì làm sao ngươi có hưởng. Do đó mà phải gieo trồng cái giống thiện, giống phước đức mà Phật tiên đã dạy cho mọi người là hiện giờ đây nó thì sẽ được hưởng gì sau này. Cho nên là trong một kiện giống chị hưởng ấy. Và cái câu nói theo là nó chuyển mạch qua cái ý khác: địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra.
cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Ở đây là nói về cái yếu lý của đạo Phật, nhất thiết pháp duy tâm tạo, môn pháp mà nó có trong trời đất này đó là phát xuất từ tâm mà ra. Có tâm thì nó mới có pháp, mà tâm không có không có pháp. Giống như là một ông họa sĩ, mà ông họa sĩ giỏi thì vẽ ra muôn ngàn hình hình ảnh, mà mỗi ông họa sĩ đều vẽ ra cái cảnh khác nhau, chứ nó không giống nhau. Cho nên là địa ngục cũng tại tâm làm quế, thì tất cả mọi người nó có tướng và có tâm, và cái tâm mình hoặc là tâm thiện hoặc là cái tâm ác, thì do cái tâm đó mà nó tạo ra thiên đàng hay địa ngục. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy tí, tức là cái người này không tu hành, phạm tội sát sanh đạo tặc tà dâm quá nặng đi, thì sau khi chết cái quả địa ngục nó sẽ hiện ra. Đó là do cái tâm làm quấy, cái tâm sát sanh đạo tặc tà dâm này mà chiêu lại gánh lấy cái quả địa ngục. Còn về thiên đàng tâm ấy tạo ra, bây giờ cái tâm xấu tâm ác thì đọa địa ngục, còn cái tâm thiện tâm tốt lành thì sau khi bỏ sát phàm được gì siêu về cõi tiên trên thượng giới. Về thiên đàng đây là nói gì? Cõi tiên dục giới, cõi tiên sắc giới và cõi tiên vô sắc giới ở trong tam giới. Về thiên đàng tâm ấy tạo ra, do đó mà hãy cái tâm thiện thì được về thiên đàng, mà cái tâm ác thì về địa ngục. Mà tâm thiện tâm ác là do con người phát tâm tu hay là không tu nó mới có. Chứ sinh ra con người chúng ta từ vô thủy tới giờ thì trong con người chúng ta nó lẫn lộn giữa cái tâm thiện và tâm ác. Mà hãy chúng ta phát triển về cái tâm thiện thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng, mà chúng ta chạy theo cái tâm ác quấy thì sau khi bỏ sát đọa địa ngục. Thì mình thấy rõ quá thật, trong thế gian này hiện giờ quá có nhiều hạng người, nhưng mà người thích làm phước thiện mà người khá thích làm cái chuyện hung ác, do cái danh lợi tình nó lôi cuốn. Khách thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, đó là do cái tâm ác tranh giành quyền lợi với nhau mà nó khởi ra tâm ác. Còn nhiều người ta làm phước thiện, ta phát tâm tu hành xây dựng nhà thờ trường học nhà thương hoặc là chùa chiền này kia nọ, thì cái đó là cái tâm thiện. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma cũng là tại nó. Thì ở đây vấn đề là chữ thiên đàng này đó, nó nghĩa hẹp là thiên đàng, còn nghĩa rộng của nó đó là cái cõi thanh. Nếu mà cái tâm mình mà hiền lương đức hạnh đó, thì hoặc là về cõi tiên dục giới sắc giới vô sắc giới, hoặc là mình được về cái phương cực lạc, cũng do cái tâm thiện mà ra. Cho nên là nhưng mà thầy nói gọn là địa ngục với thiên đàng là tức là nói ở trong cái tam giới này, nhưng mà nói rộng ra đó, chính cái tâm thiện này, nhờ cái tâm thiện đó mà mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành, hay là cầu linh hồn cho được giảng sanh đây kỳ rõ đường đi nước bước, tức là sau khi bỏ sát phàm rồi không về thiên đàng nữa, mà chúng ta về cõi Phật nó còn cao hơn cõi thiên đàng, cũng nhờ cái tâm hiền lành đức hạnh mà ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Đó, đây là do cái tâm phát xuất từ tâm. Cái tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật, tức là cái tâm thiện thì mình đưa đi về cõi tiên Phật, còn cái tâm ác thì đó là cái cảnh quỷ ma. Cho nên mới nói là cái chữ tâm mà quỷ hay ma, cái chữ tâm mà quỷ hay ma, hoặc là tiên hay Phật, thì hoặc là quỷ ma hoặc là tiên Phật, mà nếu mà lọt vào quỷ ma đó là do cái tâm ác mà ra. Chúng ta sống đây chúng ta đầy dẫy như cái tâm tham sân si, tâm sát sanh đạo tặc tà dâm đủ thứ trên trời chuyện, tạo không biết bao nhiêu cái tội lỗi, cái ác mà gây đau thương cho bá tánh vạn dân, cho muôn loài đó, thì đó là thuộc về quỷ ma. Cái tâm này là tâm quỷ ma, và sau khi chết thành quỷ thành ma chứ không bao giờ siêu được. Còn nếu cái người tu hành ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, giữ giới, làm phước thiện, đó là đã là cái tâm thiện rồi, thì cái quả của nó là quả tiên và quả Phật. Do đó mà Đức Thầy mới dâng linh Phật xuống chấn hưng cái đạo Phật ra, lại là khuyến khích chúng ta ráng tu để chúng ta chuyển từ cái tâm ma quỷ mà thành cái tâm tiên Phật. Bởi vì mình sống trong cái đời mạt pháp này, mình không biết đạo lý, cho nên dễ phát triển cái tâm quỷ ma nếu không có thầy dạy bảo. Còn nếu nhờ có thầy dạy bảo cho nên mình mới biết đâu là chánh, đâu tà, đâu thiện, đâu ác, đâu thiên đường, đâu địa ngục. Do đó mình mới phát tâm quy y, rồi tu hành, rồi giữ giới, ăn chay, niệm Phật. Đó thì Đức Thầy mở đạo tới giờ là 70 mấy năm, nhờ Đức Thầy mở đạo mà mình chuyển cái tâm ma quỷ của mình trước khi mà Thầy mở đạo, bởi vì mình không biết.
Bây giờ thầy mình đã biết rồi thì nghĩa là mình tạo được cái tâm thiện, cho nên sau này mình sẽ hưởng được cái quả tiên và quả Phật nhé. Hay là ở chỗ đó thì 40 câu sau này nói về cái tâm, giản sự vô tâm mà ra, hãy tâm thiện thì hưởng được hưởng phước, mà tâm ác thì phải đọa sa đọa. Vậy thì chúng ta phải ráng tu hành để chúng ta có được cái phát huy được cái tâm thiện, mà khi mà chúng ta trọn lành trọn sáng rồi thì chúng ta đi tới chỗ rốt ráo là chúng ta sẽ thành tiên thành Phật, cũng do chúng ta tu sửa cái tâm mà ra. Nam mô A Di Đà Phật.